trời, bữa nay đi chài kiếm mới cá nướng nhậu à. Chào các bạn nha, hôm nay ngày nghỉ mấy anh em đi chài kiếm ít cá ăn các bạn ơi. Cá ăn gì, cá nhậu. Không không. Hôm nay đi đông nha. Đi coi nãy chạy má, đi chạy quên con đường này, muốn đường ra không. Nay ra suối này chạy các bạn ơi. Chạy cuối đường là mình chạy vô rồi mình chạy đi con đường một. Mấy giờ không có mưa nước cũng cạn nè. Có lần xe nãy đó. Nay chạy thế có cá không? À, bây giờ chưa ấy nè, giờ đi mua đây đang xin là không đi được đâu đó. Mua đi chứ uống rửa chừng hết không ai mấy đâu. 3 lít cũng đi. Mấy lít nè. Dính rồi hả? Mà dính dính gốc rồi. Nằm nhổ lên đây rồi mà. Sụp đất. Sụp đất ở đây. Có cái bực đất. Chạy đầu tiên lội rồi. Đã nha, sáng sớm lội mát rồi. Cá quá trời luôn rồi. Uống gọi chạy luôn rồi. Cá gì? Cái họng nó khè, nó nói nước trên đầu cái chân nó ngập lên tới ruột. Quá là cá luôn, cá bự bự. Trong cái hang. Bữa nay chủ nhật mà chưa thấy ai đi bắt cá đâu, chưa chạy. Hơi nó xuống nhóc. Đụng cá hả? Thì bữa nay chừng có lý đó, có cá đó. Có mấy con. Ồ nhiều, bữa nay có cá nhiều rồi, có lý rồi. Cá bự bự không rồi, rồi 3-4 con gì luôn hả? Ừ đã nha. Chạy đầu tiên thấy có lý rồi các bạn ơi. Cá bự bự không bạn ơi. Ừ đã ha, cá nướng là ngon luôn. Cái nắm nắm bán sức gọi mọi luôn rồi. Cái nó dư bật á. Cái gì mai mốt hôm nay tao đi chạy vậy. Tại đi đi. Ký vô bán 20 ngàn. Khỏi làm. Bán cái gì mà bán ai mua. Có mình đi mua. Mình đi mua đang cái hàng luôn. Cái chạy đầu tiên đây nè. Được 4 em. Chạy đầu tiên các bạn. Có cái bật. Bẻ cổ đi, bẻ cổ nữa đi. Nổ. Trời này được con à. Với con nhỏ. Nước này mò được rồi. Con con. Đó. Ô, mạnh ký luôn. Nó dưới bực nhiều lắm. Ồ. 2-3 con các bạn ơi. Hôm nay nước nó chảy bực không à. Được 3 em. Cá bự bự không mà. Vô rộng. Cá bự bự không đã, bữa nay cá bự bự thôi. Có đợt đi chài cá nhỏ nhỏ không à. Đủ nước nhậu rồi các bạn ơi. Chú Út với mấy anh đang đang đốt củi lát có than nướng luôn. Nướng chín xong rồi các bạn nhậu với mình nha. Đó. Im im rồi đó. Bật mình kéo nó. Bên mé đây ụt nhiều rồi. Thôi ụt quá nữa kìa.
Con nào nín dưới luôn thì không dính, nào nó lủi lên thì dính. Cua. Đó, nhỏ xíu rồi. Đây được con các bạn. Hai con. Con cua nữa nè. Đó. Cua nướng luôn. Nói cái bực á. Dạy. Cua các bạn. Cua hồi nướng luôn ngon nha các bạn. Mới chạy khúc rồi các bạn ơi. Ngay chỗ. Dạy dưới ăn uống cái đi. Chỗ cái cua lên đây trời được mấy trời à. Không đủ cá nướng luôn à. Đây trời cho xuống lại đẳng một hai trời nữa là chắc đủ ăn các bạn ơi. Có mồi rồi. Ăn uống xong rồi chạy tiếp. Kiếm vậy con cá. Bực nằm chứ bực á, cá bự bự mà. Chút nữa mò, chút bay xuống xích nhau mò. Đâu. Tới giờ con quá tình nè, bộm nè. Ký rồi. Đó, cái gì đó? Ê, cái chơi, cái chơi. Hóc ở dưới. Chơi hay vậy? Cái chơi hay lắm vậy. Ô, chơi bự các bạn ơi. Ôm ở đây luôn nè. Túm lại. Túm nó để lên trên á, để mà để chừng nó chui ra được. Chừng nó chưa xuống cúng á, túm lại luôn. Ô đã nha. Con nướng là hết sảy rồi. Bữa nay làm hơi bị ngon á mọi người. Cá chê luôn. Bê à bê ơi. Chính trong cái vò bự nữa chứ. Thôi 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 thôi. Bạn ơi. Đây. Một em cá chê. Một em cá chê quá ú luôn. Mới đó, kiếm cá bự nướng dính thiệt không? Lình quá. Nó lình quá. Anh kêu hả? Mình kêu dính cá bự nữa hả? Chê dán trắng bự. Đừng làm sao nó trắng nó bay dưới xuống luôn. Bỏ rồi chắc ăn. Ồ, đã nha. Đang nắng quất trời nữa mình làm. Cụ cái bọc lên kìa. Kìa còn con cá nữa kìa. Tụi cái đúng rồi. Đúng rồi các bạn ơi. Đây ngay chỗ cái cống hồi nãy quất một chài nữa là lên mình nướng á. Quất ngay chỗ này nè, chỗ nãy chài đầu tiên nè. Kéo từ từ. Bực đất không à. Kiếm con cá lóc nữa nướng là ngon luôn á. Chơi
rồi. Muốn ăn rau có rau luôn nè, ăn lòng. Đứng dưới kéo luôn. Dướng cây ra hết rồi. Quá đã. Dàn khang móc ruột rồi nướng các bạn. Nay nướng nướng là món nướng cá nướng trên cây nha các bạn. Cá quá đã không? Đấy còn dưới trái luôn rồi. Nóng dữ dằn lắm các bạn ơi. Mình chỉ để lên cao đi thôi là nó nóng nó chín. Đâu lấy ra trước chờ cá chín ha. Gì lấy chim hả? Hương đồng chó nội. Nãy dở nãy tầm 4 lít đi. Vô 1 lít. Được chưa? Vô người cả lít nước coi dưới luôn. Dương vậy gì lâu 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 nè. Kéo à, bạn vô cụ ra dân lứ. Đó. Nó vô thả lứ xuống đủ cái phi vậy nè. Ờ đúng rồi, làm nó đúng nghề luôn rồi đó. Đó tay dài dài á. Tay nó cầm nó nóng chịu gì nổi. Chứ người dài dài đỡ nè. Chảo bèo. Cá hun khói. Im á. Thắp xuống không? Rồi lại đi, lại đi. Nào đi Khang ơi. Nhìn cái giờ có cái chai có cái nắp không? Thôi khỏi nắp đi, cần gì nắp. Đây, mày. Có nắp rồi. Được đi. Đấy. Ngon, cái kia nướng gì mới ngon á. Cái kia không khói. Cái kia không khói. Cái kia leo cây nha các bạn. Không được cái kia ngon. Bỏ đổ đi, bỏ đi. Bỏ đi, tiếp là ly rủi cả. Nắng. Có mồi rồi các bạn ơi. Cá chín đây nè. Quá ngọt luôn. Công nhận cái vườn dưa hấu người ta trồng công nhận đỏ ghê. Trời, nuôi dưa hấu phải đỏ
Ủa rồi. Trong quán, trong nhà. Mời bạn ăn cá luôn bạn ơi. Cá nướng chín rồi nè. Quá là ngọt. Không mà rau này nhậu ngon. Ngon ngon nha bạn. Rồi, để đi. Rồi, nhưng đặt máy nha bạn. Ừ, xin mời trong hang chạy ra. Mời bạn ăn dưa luôn bạn ơi. Rồi. Đông sao cho mấy cái quần. Mà ăn. Ăn miếng đó. Ăn cá đi xem. Đó. Ăn đi. Nó cái quần quần tôi dòm hoài. Cá quá ngọt. Cá hủ tiếu con kiều thì đủ hết trơn. Ăn nổi. Mấy cái nhỏ, cậu giải lấy cái nhỏ. Mình lấy cái que nhỏ á. Mua luôn. Mời bạn ly luôn bạn ơi. Tại mới gì bỏ cầu dưới đây cầu đi mà có cái gì. Yếu lắm. Ôi cháu uống ly à. Vậy mà đủ nó cũng dính kìa. Bỏ xuống giật lên con rồi đi ăn quay cho nó chuẩn chuẩn chút xíu thành ra nhấp 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 được rồi uống xong rồi đó kéo cho đỏ không trời ra nhậu mới thấy rồi dưới bụng vàng các bạn giờ trở về nó nướng cái lưng cái nữa là một pháp một là ngon rồi tại vì chăm vô là chỗ đó nó chín rồi thịt đó nó chín rồi không đồ hoa sức vô một cái nó gồm da là được bạn ơi mà cái nhà đấy mời cái nhà ngồi ăn cá đi nó nóng 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 nè tầm ớn rồi nóng nóng nhất cái nó ngọt ngọt cục con cá nó hạ xuống nó cháy không được một hình rồi mình để cắm đại trên vậy đó nó chín rồi đợi cắm trên đi nóng nóng nào ăn rồi ăn rồi lấy dí lĩa trên vậy mời bạn ăn cá nướng luôn bạn luôn năm chụp cái đụng tự nhiên bao năm mà cũng thấy bữa nay đụng thơ nứt quá rồi chạm lắm chín rồi ngọt luôn cà phê bữa nay quá ngọt trời bữa nay con thấm qua đây nó ăn cho nó ăn hơi bị sướng cà phê nướng ngọt quá các bạn cầm khúc đuôi không à gì mà quay quá trời nè thôi ăn khúc đuôi được rồi cầm khúc đuôi mà tôi quay vô đây luôn rồi nguyên con này nguyên con chết nó yêu quá ngon luôn còn mồi bén ngoài kia nữa kìa cái nó yêu thương đó mà bán đó các bạn ơi cái này không phải anh Hùng anh nằm dưới nước chảy nước chân rồi nằm trong khói lửa bởi quá đẹp luôn này ta kêu là anh này nhắc lửa quay cái thành phẩm à lật ngược là bên kia cái thôi chín rồi trong chín rồi vàng nhám màu nó gớt không trời chín rồi bạn ơi gớt không gớt đâu không gớt đâu không gớt đâu nó gãy á dở thẳng lên á gãy tét cái bụng theo ơi gớt bở cái đuôi nó còn dính cái mang mà đâu. Nó có đâu bở thẳng lên đi nó tát xuống luôn á trước cái thứ nhất à gớt cái khúc đuôi kìa nó gãy ngang rồi buông ra thứ rồi buông ra lại gớt luôn á đó thấy chưa nó chín gục rồi quá trời nó xê à nãy giờ nướng lâu rồi bạn ơi chín hết rồi cái này mà quay này phải vừa cầm cái đầu với cái rượu này có lý lắm nè mà cái đầu mà lý không hai dưỡng cháu mình mà đi đi tìm cái đú ha nó mất á mới giữ ghê đỏ nữa bao trời trời ơi mở mà nó chảy coi tiếc cái gì tiếc con cá bị dinh chặt bá nữa mình không được ăn bán quá im không bán ngon không à bán béo út mà bán bán ngon rồi quá ngon rồi rồi mời các bạn ăn cá chê luôn các bạn ơi cá chê nướng nha rất là đã luôn thì trắng nướng mà đánh mấy cái nướng không khói từ nãy giờ á chia đi như cho giống hai bác nè mà tao nhớ đâu có cái gì đây mày có cũng có gì đặt cái lú mà con với thằng lưng với thằng hữu ginh á không nhớ không có mà ginh trà bá nữa nè không nhớ chưa rồi ăn cá chê đi cho nóng mày ăn cá chê mà cái cánh vỏ ăn hết đó mày tin này mà ba biết là anh con năm con gì vừa hai con khoảng tầm quá trời thịt chứ bà ơi đã luôn thì đâu có bận dưới thằng chín đây là ngon luôn chín đây nghe bạn chưa bị khô chín đây là ngon rồi bữa chị sáu cùng bữa đó mấy cái nhà nhá làm bữa nay nướng cách chơi nhậu bảy nữa nói chung là anh em từ sớm giờ cũng nhậu cũng nhiều rồi thôi giờ anh em xin tạm kết thúc dừng mình làm ở đây các bạn coi
kết thúc phần bộ đây nha các bạn. Rồi, các bạn coi nha. Chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở lần sau. Xin chào. Còn anh em nào muốn ăn cá nướng xin số điện thoại mình. Bạn xem thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ anh em nha các bạn. Kiếm người rồi, cảm ơn các bạn. Bạn đời mà.